Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kết cấu thép, lượng tiêu thụ điện của doanh nghiệp này phụ thuộc vào lượng công việc tại từng thời điểm. Vì là đơn vị sản xuất trực tiếp nên điện phục vụ sản xuất là không thể thiếu. Doanh nghiệp cũng rất là muốn tiết kiệm nhưng cũng vẫn phải đảm bảo được cho cái việc cái môi trường làm việc cho nhân viên. Cho nên là cái việc tiết kiệm điện ở công ty cũng chỉ hạn chế ở phần nào. Không phải là đơn vị sản xuất trực tiếp, song nguồn điện cũng chi phối rất lớn đến các hoạt động của đơn vị này. Để đối mặt với tình trạng cắt điện luân phiên và vượt qua nền nhiệt cao của mùa hè, bên cạnh việc sử dụng điện tiết kiệm, đơn vị đã có những giải pháp phù hợp nhằm chủ động nguồn điện phục vụ các hoạt động. Đến mùa hè đấy thì là cái sử dụng cái mặt điện là càng lớn, nhu cầu nó tăng gấp đôi, gấp ba so với mùa đông. Chính vì thế mà chúng tôi cũng đã có cái chủ trương tức là đầu tư cái năng lượng xanh, năng lượng mặt trời. Thì phải nói là cái nó bù đắp cho cái số điện mà tăng lên của cái mùa hè này, chúng tôi tiết kiệm được khá nhiều. Và cái chính nữa là cái chúng tôi hoàn toàn chủ động trong cái nhu cầu sử dụng điện. Trong cái điều kiện mà điện lưới quốc gia bị mất thì chúng tôi vẫn sử dụng cái điện mặt trời. Nhằm nâng cao hiệu quả tiết kiệm điện và xây dựng thói quen tiết kiệm điện cho cán bộ, công chức, thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã Tân Kim, huyện Phú Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền và đưa việc thực hành tiết kiệm điện trở thành một trong những quy định của cơ quan. Tất cả các cái phòng làm việc có điều hòa thì chúng ta sử dụng trong cái lúc làm việc. Khi ra khỏi phòng là đều phải tắt điện. Có cái phòng mà một người thì cũng là chỉ không sử dụng điều hòa. Thế thì đồng thời với đó thì xã cũng khoán cái việc là sử dụng điện đến các cái phòng, đến các bộ phận trong một tháng để sử dụng. Bên cạnh việc cắt giảm luân phiên điện sinh hoạt tại các gia đình từ khoảng nửa tháng nay, hệ thống đèn điện chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường của thành phố Thái Nguyên đều được điều chỉnh thời gian đóng, cắt để tiết kiệm điện. Theo tính toán, thành phố Thái Nguyên sẽ góp phần giảm tiêu thụ khoảng 240.000 kW điện một tháng. Nó vẫn đủ ánh sáng cho các cháu nó chơi. Nhiều khi thì chỉ thấy điện đường mà bật lên nhiều quá cũng hơi lãng phí. Các cái đèn chiếu sáng ở cái khu quảng trường này là người ta tiết kiệm điện, người ta không bật. Đấy, sáng ra là không bật, mọi khi nó bật, từ lúc tiết kiệm bây giờ không bật. Nói chung là không có ảnh hưởng gì đâu, dần người ta cũng quen thôi. Bởi vì cái này nó là ý thức hết rồi mà. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan triển khai các giải pháp cấp bách khắc phục tình trạng thiếu điện, đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội. Trường hợp thực hiện ngừng giảm mức cung cấp điện phải tuân thủ quy định, thực hiện tiết giảm điện theo kế hoạch đảm bảo luân phiên công bằng, kịp thời thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng giảm cung cấp điện theo quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất kinh doanh và sinh hoạt. Trong bối cảnh nguồn điện khan hiếm và nắng nóng kéo dài, để đảm bảo nguồn điện sử dụng, cả xã hội cần nâng cao hơn nữa ý thức tiết kiệm điện để việc tiết kiệm điện trở thành thói quen thường xuyên và liên tục.